Nếu không có hai chiến sĩ cảnh sát trong bức ảnh này, chắc nhiều người sẽ nghĩ đây là cửa hàng tạp hóa của hai mẹ con người phụ nữ trong ảnh. Thực ra không phải, những chiếc hộp với màu sắc bắt mắt này bên trong chứa pháo hoa lậu. Thưa quý vị, không phải vài hộp, vài ký hay là vài chục ký mà là hơn 800 ký. Xin nhắc lại là hơn 800 ký pháo hoa lậu đã được phát hiện trong phòng ngủ của một phụ nữ ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hai mẹ con sinh sống trên địa bàn về hành vi tàn trữ trái phép pháo hoa nổ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một điểm nghi vấn tập kết tàn trữ pháo hoa nổ trái phép trên địa bàn nên tiến hành theo dõi, thu thập chứng cứ. Sau quá trình điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở bà Nguyễn Thị Nú, 64 tuổi, tại thị trấn Tây Sơn. Tại nhà của bà Nú, cơ quan chức năng phát hiện ở phòng ngủ trên tầng 2 cất giấu một lượng lớn pháo hoa nổ các loại. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 559 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng hơn 800 kg. Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Nú khai nhận số pháo hoa này do bà và con gái ruột là Đoàn Thị Hồng Hạnh, 27 tuổi, mua với số tiền 240 triệu đồng về cất giấu tại nhà, chờ ngày đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc tàn trữ trái phép pháo hoa nổ này. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.